ý quan trọng đối với người đang dùng chứng minh nhân dân khi sắp bước sang năm 2025. Khoản 2, điều 46 Luật Căn cước 2023 quy định như sau. Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp. Như vậy, người đang dùng chứng minh nhân dân thì hãy nhanh chóng đi đổi sang căn cước, bởi vì chứng minh nhân dân chỉ còn hiệu lực sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì chứng minh nhân dân sẽ chính thức bị khai tử. Có thể thấy chứng minh nhân dân là một loại giấy tờ tùy thân rất quan trọng của mỗi người. Do đó, nếu vẫn sử dụng chứng minh nhân dân trong năm 2025 mà không đi đổi sang căn cước thì ngoài việc có thể bị xử phạt, còn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đến các giao dịch thủ tục của chính mình. Mặc dù chứng minh nhân dân không còn giá trị từ năm 2025, tuy nhiên các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã cấp có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân thì vẫn được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân trong giấy tờ đã cấp. Công dân sinh năm 2011 có phải làm thẻ căn cước trong năm 2025 hay không? Trong năm 2025, công dân sinh năm 2011 sẽ bước sang tuổi 14. Căn cứ điều 19 Luật Căn cước 2023, người được cấp thẻ căn cước bao gồm: 1. Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam. 2. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. 3. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Đồng thời, tại Điều 21 Luật Căn cước 2023 quy định về độ tuổi cấp thẻ căn cước như sau. 1. Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. 2. Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định tại khoản 1 điều này có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo. Như vậy, công dân sinh năm 2011 khi chưa làm thẻ căn cước thì phải làm thẻ căn cước trong năm 2025. Trường hợp công dân sinh năm 2011 được cấp thẻ trong năm 2024 thì không cần phải đổi thẻ căn cước nữa. Theo đó, thủ tục cấp thẻ căn cước theo Điều 23 Luật Căn cước 2023 như sau. Trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên được thực hiện như sau. Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cơ sở Dữ liệu Quốc gia, Cơ sở Dữ liệu Chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước. Trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư thì phải thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 10 Luật Căn cước 2023. Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước. Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước. Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước. Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn. Trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát. Người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước. Trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện như sau. Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi. Người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng
và thông tin sinh trắc học theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 23 Luật Căn cước 2023. Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục quy định tại khoản 1 điều 23 Luật Căn cước 2023. Trường hợp từ chối cấp thẻ căn cước thì cơ quan quản lý căn cước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Giá trị sử dụng của thẻ căn cước. Giá trị sử dụng của thẻ căn cước theo điều 20 Luật Căn cước 2023 như sau. Thẻ căn cước có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của người được cấp thẻ để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác trên lãnh thổ Việt Nam. Thẻ căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế, cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau. Thẻ căn cước hoặc số định danh cá nhân được sử dụng để cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được cấp thẻ căn cước phải xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp thẻ xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước. Trường hợp thông tin đã thay đổi so với thông tin trên thẻ căn cước, người được cấp thẻ phải cung cấp giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh các thông tin đã thay đổi. Nhà nước bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người được cấp thẻ căn cước theo quy định của pháp luật. Theo quy định mới nhất có bắt buộc cung cấp ADN khi làm thẻ căn cước hay không? Quốc hội đã thông qua Luật Căn cước số 26/2023 QH khóa 15 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 tại điểm D khoản 1 điều 16 Luật Căn cước quy định về việc thu thập ADN giọng nói như sau. Thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan quản lý, người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ có thực hiện trưng cầu giám định hoặc thu thập được thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói của người dân thì chia sẻ cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật điều chỉnh vào cơ sở dữ liệu căn cước. Khi có thêm những thông tin về dữ liệu sinh trắc này sẽ phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, truy nguyên, nhận dạng. Từ đó góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước, quản lý dân cư, phòng chống tội phạm và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số. Như vậy, từ ngày 1/7/2024, trong thủ tục cấp căn cước, người tiếp nhận buộc phải thu nhận thông tin nhận dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, bóng mắt của người cần cấp căn cước, còn thông tin ADN, giọng nói là không bắt buộc. Thông tin ADN, giọng nói được cung cấp dựa vào sự tự nguyện của người dân hoặc cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ có thực hiện trưng cầu giám định mới phải cung cấp ADN, giọng nói. Về vấn đề bảo mật, an toàn thông tin, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an khẳng định đều được triển khai, thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế ở mức bảo mật mã hóa cao nhất, nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề không bị lộ lọt dữ liệu.